Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn thử món hấp hấp của Goliath nhé. Đây là salad này, kèm với cơm. Đây, một nửa là salad, một nửa là cơm ý. Nó gọi là hấp hấp. Đây là nước sốt. Nước sốt ạ. Ok, bây giờ mình sẽ dưới cái nước sốt này vào phần salad này. Đây, thường được dưới, nước sốt là nước sốt gì? Ừ. Thực ra chị cũng chưa có đọc kỹ công thức đâu, tí nữa ăn thử sẽ biết là nó có gồm cái thành phần gì. Chắc là cũng ăn cảm giác như có chanh leo ấy. Ừ, em cũng cảm giác đấy. Ừ, có chua chua chua. Bây giờ mình sẽ dưới lên thử ha.